Vâng, xin chào anh em. Có rất nhiều người, phần lớn là anh chị em môi giới ấy, gặp một cái vấn đề kinh niên. Cái kinh niên là anh ơi, chủ nhà bán giá này cao quá, em không biết làm thế nào để mà thuyết phục người ta hạ giá được. Rồi thì bây giờ mà chủ nhà mà bớt một tí nữa là khách của em mua ngay đấy. Thậm chí có rất nhiều trường hợp giao dịch là bị tạch, bị không thành công, khiến cho là vì sao? Vì hai bên có khi chỉ chênh nhau 50 triệu, chỉ có trường hợp chênh có 10 triệu thôi mà không thực hiện thành công giao dịch, đúng không? Vậy thì những cái lợi ích nếu như bạn làm được, nếu những bạn làm được thì bạn sẽ được những cái gì? Vì một có những vấn đề như này này, một số anh chị em làm nghề ấy, thậm chí là những người mua ấy nha, những người mua hoặc là môi giới, khi mà nghĩ đến cái việc thuyết phục chủ nhà hạ giá ấy, thì có những người họ ngay từ đầu họ đã phủ nhận cái việc ôi không được đâu, chủ nhà khó tính lắm thế này thế kia, hoặc là ngay từ đầu họ đã mặc định là ôi chủ nhà họ cứng giá như thế là trường hợp này là họ cũng thiện chí rồi, họ không bớt nữa đâu ấy. Ngay từ đầu đã cái phủ định cái việc là có cơ hội thành công trong cái việc thuyết phục chủ nhà đó. Hoặc là có những người, có những cái môi giới ấy, tôi không hiểu là gặp chủ nhà, bị chủ nhà át vía như thế nào mà không dám nhá, không dám dùng hay không dám cái gọi là nghĩ đến cái việc thuyết phục chủ nhà hạ giá luôn đó. Thế thì hôm nay thì trong cái video này tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em, kể cả người mua lẫn người môi giới, thì những cái lợi ích bạn sẽ có được nếu như bạn thuyết phục được chủ nhà hạ giá. Khi bạn nắm được lợi ích rồi thì bạn sẽ có cái mong muốn, bạn sẽ có cái sự tự tin, bạn có cái quyết tâm để làm thế nào để mà đàm phán, để mà thuyết phục chủ nhà hạ giá cho mình trong cái việc chúng ta giao dịch hoặc là chúng ta mua bất động sản. Thì cái lợi ích thứ nhất nhỉ, cái lợi ích số nhất thứ nhất mà các bạn có được nếu như các bạn thuyết phục được chủ nhà hạ giá, thứ nhất đầu tiên là gì? Bạn sẽ biến một cái bất động sản bình thường thôi này thành một bất động sản hợp lý, đúng không? Ví dụ một bất động sản đang giá trung bình chẳng hạn, họ hạ giá thì bạn sẽ có những cái bất động sản ngon, bổ rẻ, hợp lý, dễ bán, đúng không? Hoặc là bất động sản đắt thì thành cái bất động sản bình thường, không đắt nữa. Đấy, cái lợi ích số 1 là như vậy. Cái lợi ích số 2 là gì? Là có những bất động sản ấy, khi nó hạ giá rồi nha, thì cái ví dụ như bạn là nhà đầu tư thì bạn sẽ có cơ hội để mua, để đầu tư, để sinh lời. Hoặc nếu bạn là môi giới thì bạn cũng sẽ có cơ hội là gì? Là bạn sẽ có thể giao dịch được 2 lần, 3 lần. Có những trường hợp là tôi đã mua cho nhà đầu tư và sau tôi lại bán tiếp cho họ nhà đầu tư, tức là tôi có nhiều giao dịch, nhiều cái hoa hồng trong một, từ cái một bất động sản. Cái lợi ích nó là như vậy. Rồi, tiếp theo cái lợi ích thứ ba nữa bạn sẽ có được nếu như bạn thuyết phục được chủ nhà hạ giá là gì? Là có những trường hợp như này nhá. Khách hàng họ chấp nhận cái giá ấy rồi, chấp nhận cái giá ấy rồi, họ đồng ý mua cái giá ấy rồi. Đấy, bây giờ chỉ cần chủ nhà bớt đi, tôi ví dụ nhá, 2.9 tỷ đi, chủ nhà đang đòi 3 tỷ đúng không? Nếu chỉ cần bạn thuyết phục được chủ nhà giảm được 100 hay thậm chí là 2.950 tỷ, chủ nhà giảm 50 nữa thôi là thành công. Và có những trường hợp chỉ cần tranh nhau có 10 triệu thôi, bạn thuyết phục được người bán giảm 10 triệu là bạn có giao dịch, bạn có tiền, đúng không? Hoặc người mua sẽ mua được nhà, người mua sẽ mua được nhà và người bán sẽ bán được nhà. Nhưng vì chúng ta không biết cách thuyết phục như thế nào nên hai bên đôi khi tự ái nhau, đôi khi khó chịu ghét nhau nên họ không bớt, họ không bớt nha. Đó. Nên là việc chúng ta thuyết phục được chủ nhà hạ thì chúng ta sẽ có giao dịch, có hồng và giải quyết được công việc cho cả ba bên. Đó. Rồi cái lợi ích thứ tư bạn sẽ có được là gì? Là có những trường hợp chủ nhà bán cần bán nhanh, cần bán gấp nhưng mà họ không chịu hạ giá, họ không chịu hạ giá, đúng không? Thế bây giờ nếu như mà chúng ta thuyết phục được họ là bán cái giá này hợp lý hơn thì họ sẽ hạ giá và họ sẽ giải quyết được cái nhu cầu bán nhanh bán gấp của họ. Đó, có thế thôi, chỉ đơn giản như vậy thôi, đúng không? Cái lợi ích tiếp theo nữa là lợi ích thứ năm mà bạn sẽ có được là gì? Là bạn có cơ hội tăng được cái phí hoa hồng của bạn. Nếu bạn là môi giới này, bạn có hội tăng được phí hoa hồng. Tôi ví dụ trường hợp như này nhá. Cái nhà đấy chủ nhà đang đòi 3 tỷ đúng không? Thế ông khách ông bảo là mày giảm mặc cả cho anh được 2.8 tỷ. Được, anh cho chú 50 triệu. Được chú 50 triệu. Ô đấy. Thì tôi ví dụ nha, bạn được được hoa hồng đi là 1% đi, kể cả 3% đi. Ví dụ cái bạn được 3 tỷ 3%, nếu người bán họ trả cho bạn 3% là 90 triệu. Thế bây giờ nếu như bán 2.8 tỷ
tại tỷ 8 thì 3% sẽ còn là 84 triệu đúng không? Bạn lỗ mất 6 triệu đúng không? Nhưng mà người bán họ thưởng cho bạn thêm 50 triệu nữa. Thế có phải là bạn tăng cái lợi nhuận lên không? Đó. Thế thì trong nghề môi giới của mình thì bạn cũng cần phải làm việc với người mua ấy, là thế bây giờ nếu mà em đàm phán được cái giá đấy thì anh thưởng cho em bao nhiêu? Đấy thì bây giờ thì chủ nhà nó cũng rất là khó vì em phải tiếp cận, phải đi qua đi lại, phải phân tích, mà em cũng chả giấu gì anh là bây giờ em được thưởng theo phần trăm. Thế em được hưởng theo phần trăm mà bây giờ lại hạ cái giá đi thì rõ ràng tiền của em ít đi không? Đấy thì bác xem là bác thưởng cho em được bao nhiêu thì em cố gắng em nỗ lực thì em phải có động lực để em đi chứ bây giờ anh bảo là bây giờ giảm giá xuống thì em mất phần của em thì cái động lực nó chả giấu gì bác. Nếu bác đặt bác vào trường hợp của em thì cái động lực nó cũng không có nhiều. Đấy. Ví dụ như bác bảo mà chú bớt được từng này anh thưởng chú bao nhiêu phần trăm, ví dụ 10% số bớt chẳng hạn thì em còn động lực em đi chứ. Đấy, thế thấy bạn có tăng cơ hội tăng phí đúng không? Rồi. Tiếp theo nữa là gì? Là nếu bạn là người mua, nếu là người mua thì họ sẽ có cơ hội tiết kiệm hàng chục triệu nhá, hàng chục triệu, hàng trăm triệu trong một cái giao dịch nhá. Chỉ có khi chỉ một câu, hai câu thôi. Ví dụ như là thôi anh giá lộc cho em rồi thì hoặc là gì anh bớt cho em cái phí để thuế má giấy tờ này, đúng không? Đấy, đôi khi một số cái chiến lược các bạn đưa ra thôi các bạn đã tiết kiệm hàng chục, hàng trăm triệu rồi. Ví dụ như vậy, hoặc là đôi khi chiến lược so sánh là ồ kia nhà này bán thế này, nhà này kia bán thế kia, hoặc là nhà kia nó rộng hơn nhưng mà nó đang rất là cần bán nhưng mà em không thích ở cái là nó có cái phòng ngủ nó không thoáng chẳng hạn. Ví dụ như một hai cái chiến lược thôi là có đôi khi chúng ta có thể ép lực tạo cho khiến chủ nhà giảm giá đi rồi chúng ta tiết kiệm hàng chục, hàng trăm triệu đúng không? Và cái lợi ích cuối cùng mà tôi thấy rằng là khi chúng ta thuyết phục chủ nhà hạ giá là gì? Là chúng ta sẽ không bị mua đắt, không mua hớ. Trong đi mua bán bất động sản đấy, thì chúng ta sợ nhất là bị mua đắt đúng không? Sợ bất bị mua hớ đấy. Cũng phải soi xét thật kỹ xem như thế nào, xem là giá đây nó có hợp lý hay không, nên trả giá bao nhiêu. Thế bây giờ mình thuyết phục được họ hạ giá nhiều xuống thì rõ ràng là mình yên tâm, mình không bị mua đắt rồi, không bị mua hớ rồi đúng không? Đó nên cái lợi ích chúng ta sẽ có được nếu chúng ta thuyết phục được chủ nhà hạ giá. Ok. Và chúng ta sẽ có cái tư duy, chúng ta sẽ có mong muốn, chúng ta sẽ mạnh dạn để đàm phán làm sao chủ nhà hạ giá. Đấy. Rất nhiều người đi mua bất động sản, rất nhiều người đi môi giới bất động sản không nghĩ đến cái việc thuyết phục chủ nhà hạ giá đâu, không nghĩ đến luôn. Có những người không nghĩ đến và có những người nghĩ đến nhưng cũng không dám luôn. Và có những người dám nhưng mà không có kỹ năng làm thế nào để được khiến chủ nhà họ hạ giá cơ. Đấy. Nên hãy nghĩ đến những cái lợi ích chúng ta sẽ có được để chúng ta sẽ tự tin hơn và chúng ta có khát khao, chúng ta có mong muốn để thực hiện những cái chiến lược đàm phán hơn. Và trong video sau tôi sẽ chia sẻ với anh chị em những cái lý do tại sao những chủ nhà họ không hạ giá cho mình và những cái sai lầm mắc phải trong quá trình thuyết phục chủ nhà hạ giá để khiến cho chúng ta không thuyết phục họ được bán cái giá mình mong muốn. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin chào các bạn. Nếu như các bạn đang muốn làm nghề môi giới hoặc các bạn đang làm nghề môi giới, bạn chưa có giao dịch hoặc muốn có giao dịch ngay thì tôi có một cái khóa học gọi tên là khóa học tên là Để trở thành thiên tài môi giới. Sau khi học khóa học xong này xong thì tôi sẽ giúp bạn gì có giao dịch ngay lập tức sau khi học nhá. Nhớ lại, có giao dịch ngay lập tức sau khi học. Hãy đăng ký vào cái phần mô tả ấy, thì tôi để cái đường link bên dưới. Hãy ấn nút đăng ký, ấn vào đường link đó để đăng ký học hoàn toàn miễn phí ngay ngày hôm nay. Hãy ấn nút đăng ký ở đường link bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong khóa học Để trở thành thiên tài môi giới.